Bản tin quốc tế ngày 15 tháng 11 năm 2023. Ukraine đang thua trên cả chiến trường và mặt trận ngoại giao. Israel chuẩn bị mọi kịch bản đối phó sự leo thang với Hezbollah. Mỹ tìm kiếm Trung Quốc tại hội nghị APEC. Ukraine đang thua trên cả chiến trường và mặt trận ngoại giao. RIA Novosti dẫn bài phân tích trên The Gazette cho biết Nga đang đạt được thành công ở Ukraine. Ngược lại, lực lượng vũ trang Ukraine thua trận trên chiến trường và phương Tây từ chối đáp ứng yêu cầu của Kiev. Bài báo tin rằng, ngay cả ở Ukraine, ngày càng có nhiều người lên tiếng phản đối Tổng thống Zelensky. Điều này cho thấy sự thất bại của nhà lãnh đạo Ukraine trên mọi mặt trận. Theo The Gazette, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine vẫn tiếp tục. Để tránh thương vong cho người dân Ukraine, Nga đã rút quân khỏi các thành phố quan trọng như Kiev, Kharkov và Artemovsk của Bakhmut. Điện Kremlin kỳ vọng xung đột quân sự sẽ không kéo dài và mọi vấn đề sẽ được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Tuy nhiên, phía Ukraine đã rời bàn đàm phán, bất chấp các thỏa thuận đã đạt được. Sau đó, các nước phương Tây đã chuyển đạn dược và thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này đã khiến hàng nghìn quân nhân của cả Ukraine và Nga thiệt mạng. Theo The Gazette, cuộc xung đột kéo dài là lỗi của Mỹ và châu Âu. Ukraine, quốc gia không thể tự sản xuất vũ khí và đang dự trữ số lượng lớn thiết bị từ Mỹ, Anh, Ba Lan, Pháp, Đức và các nước khác. Chính quyền Kiev đã phát động một cuộc phản công trên các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát vào mùa hè. Tuy nhiên, Kiev đã thất bại. Sự vượt trội về công nghệ đã giúp Nga cản trở chiến thuật không chỉ của Ukraine mà cả phương Tây. Giới lãnh đạo phương Tây đã nhiều lần lưu ý Ukraine sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, kéo theo đó là các cuộc khủng hoảng chính trị sẽ xảy ra. Đồng thời, các nước phương Tây vốn mở hầu bao cho Ukraine hiện đã ngừng cung cấp hỗ trợ tài chính cho nước này. Và bây giờ Kiev, nơi nhận được một phần nhỏ nguồn tài trợ, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo tờ The Gazette, các nước phương Tây đang bị giằng xé giữa Ukraine và Trung Đông. Washington và Brussels đang dần từ bỏ hỗ trợ cho Kiev, muốn chút bỏ gánh nặng này. Suy cho cùng, họ cần Israel ở Trung Đông hơn Ukraine ở Đông Âu. Và điều quan trọng là phương Tây không có đủ nguồn lực cho cả hai. Về tình hình nội bộ ở Ukraine, ông Zelensky hiện phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt. Người dân muốn bầu cử dân chủ và một số chính trị gia đứng về phía Tổng thống đương nhiệm đã bắt đầu chuyển sang phe khác. Bây giờ, ông Zelensky là người không được chào đón ở chính đất nước của mình, báo Thổ Nhĩ Kỳ nhận định. Tờ The Gazette cho rằng Ukraine tiếp tục thua trên mọi mặt trận, cả về ngoại giao và chính trị trong nước. Mỹ tìm kiếm Trung Quốc tại hội nghị APEC. Giới phân tích nhận định, Mỹ có thể cố gắng xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc tại tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 diễn ra ở San Francisco, Mỹ. Giới phân tích cho hay, Nga có thể tận dụng hội nghị này để nêu bật khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga. Dmitry Sunlov, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện Châu Âu và Quốc tế tại Trường Kinh tế Cao cấp thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia Nga, cho rằng sự kiện ở San Francisco sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong mối quan hệ Nga-Mỹ. Vấn đề liên quan đến Nga không phải là một trong những chủ đề chính của hội nghị cấp cao lần này. Vấn đề chính là Mỹ và Trung Quốc. Mỹ là chủ nhà của hội nghị năm nay và chúng tôi nhận ra rằng họ là đối thủ chiến lược chính của chúng tôi đã phát động một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại chúng tôi. Tôi nghĩ rằng hội nghị cấp cao APEC sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đối với Nga, nhà phân tích nói. Sulov cho biết, điều nổi bật của hội nghị cấp cao APEC sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung. Ông cho biết, mục đích của cuộc gặp này là nhằm chấm dứt tình trạng leo thang đối đầu giữa hai nước. Đây là điều mà cả hai bên đều quan tâm. Ngay cả khi hai bên đều nhận ra rằng việc leo thang đối đầu hơn nữa là không thể tránh khỏi, thì hiện tại không bên nào quan tâm đến việc đẩy mạnh cuộc đối đầu này vì Mỹ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào năm tới và mọi thứ sẽ trở nên bận rộn. Bên cạnh đó, nền kinh tế của cả Mỹ và Trung Quốc đều không vận hành quá tốt. Như vậy, cả Trung Quốc và Mỹ đều không quan tâm đến việc leo thang đối đầu. Nhà phân tích nêu rõ, Sulov nhấn mạnh rằng việc Nga cử đại diện tham dự hội nghị là thỏa đáng. Xét tới việc Mỹ lại lạm dụng quyền chủ nhà đăng cai hội nghị, ông nói Mỹ tuyên bố nước này sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt mà nước này và phương Tây đã đưa ra tới Moscow. Và điều này sẽ không có sự tham gia của Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao, Thủ tướng. Đây là thực tế hiện nay.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Trong một diễn biến khác, Hạ viện Mỹ hôm 14 tháng 11 theo giờ địa phương đã thông qua một biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn việc đóng cửa một phần chính phủ liên bang. Theo Reuters, nhiều nhà lập pháp lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều thể hiện sự ủng hộ đối với dự luật này. Dự luật có tính ngắn hạn hiện đang được chuyển tới Thượng viện, nơi các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng đã lên tiếng ủng hộ dự luật để ngăn chặn khả năng đóng cửa xảy ra. Thượng viện Mỹ cùng Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát phải ban hành quy định mà Tổng thống Joe Biden có thể ký thành luật trước khi nguồn tài chính hiện tại cung cấp cho các cơ quan liên bang hết hạn vào nửa đêm ngày 17 tháng 11. Với tỷ lệ 336 phiếu thuận, 95 phiếu chống, cuộc bỏ phiếu vừa qua được xem là chiến thắng đối với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã vấp phải sự phản đối của một số thành viên trong chính Đảng Cộng Hòa của mình tại cuộc bỏ phiếu quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hạ viện, ông Johnson được bầu vào vị trí này chưa đầy 3 tuần trước, sau nhiều tuần lễ hỗn loạn khiến Hạ viện Mỹ rơi vào cảnh không có người lãnh đạo. Dự luật chi tiêu tạm thời nói trên sẽ gia hạn nguồn tài chính phục vụ chính phủ ở mức hiện tại đến năm 2024, giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để xây dựng các dự luật chi tiêu chi tiết, bao gồm mọi lĩnh vực, từ quân sự đến nghiên cứu khoa học. Một số đảng viên Cộng Hòa thuộc phe cánh hữu của đảng này cho biết, họ thất vọng vì nó không bao gồm việc cắt giảm mạnh chi tiêu và các biện pháp an ninh biên giới mà họ mong đợi. Người tiền nhiệm của ông Johnson ở chức Chủ tịch Hạ viện, Kevin McCarthy, đã bị một nhóm đảng viên Cộng Hòa lật đổ sau cuộc bỏ phiếu tương tự hồi tháng 9. Cuộc bỏ phiếu khi ấy đã phải dựa vào số phiếu bầu của Đảng Dân Chủ để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ. Tuy nhiên, phe bảo thủ theo đường hướng cứng rắn cho biết họ không quay lưng lại với ông Johnson. Hạ nghị sĩ Bob Wood phát biểu, "Chúng tôi không ủng hộ điều đó, nhưng chúng tôi rất ủng hộ ông ấy." Dự luật của ông Johnson sẽ gia hạn tài chính cho các lĩnh vực xây dựng quân sự, phúc lợi cho cựu binh, giao thông, nhà ở, phát triển đô thị, nông nghiệp, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, cũng như các chương trình năng lượng và nước sạch cho đến ngày 19 tháng 1. Ngân sách cho toàn bộ những hoạt động cấp liên bang khác, bao gồm cả quốc phòng, sẽ hết hạn vào ngày 2 tháng 2. Quốc hội Mỹ đang trong tình trạng bế tắc về tài chính lần thứ 3 trong năm nay. Sau đợt bế tắc kéo dài nhiều tháng hồi mùa xuân liên quan đến khoản nợ công hơn 31.000 tỷ đô la Mỹ của Mỹ, khiến chính phủ liên bang bên bờ vực vỡ nợ. Israel chuẩn bị mọi kịch bản đối phó sự leo thang với Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông đã chỉ thị cho lực lượng phòng vệ Israel chuẩn bị mọi kịch bản trong trường hợp leo thang xung đột với phong trào Hezbollah ở phía Bắc. Hiện đang diễn ra những cuộc đọ súng nghiêm trọng ở phía Bắc. Chúng tôi đang tấn công Hezbollah, nhưng chỉ thị của tôi với IDF là phải chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào. Trước đó, ngày 8 tháng 11, Thủ tướng Netanyahu một lần nữa cảnh báo phong trào Hezbollah của Liban không nên tham gia một cách toàn diện vào cuộc xung đột, đồng thời lưu ý đó sẽ là sai lầm chí mạng đối với tổ chức này. Nếu phong trào Hezbollah quyết định tham chiến, thì khi đó họ sẽ phạm phải sai lầm, phải trả giá bằng cuộc đời mình, Thủ tướng nói trong thông điệp truyền hình gửi tới người dân cả nước. Cùng ngày, hãng tin CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Israel và phong trào Hamas của Palestine đang chuẩn bị một thỏa thuận về việc thả con tin, trong đó sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn kéo dài. Mọi chuyện đã gần hơn nhưng vẫn chưa hoàn tất. Quan chức này nói và nhấn mạnh các cuộc đàm phán vẫn còn bất bình. Trong khi đó, một nhà ngoại giao châu Âu nói với CNN rằng một số con tin có thể được thả trong những ngày tới hoặc tuần tới.